Xin chào hết tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của La Cà này. Thì hôm nay sau một thời gian khoảng cái vườn này tầm 1 năm, thì hôm nay mình sẽ quay lại cả nhà cùng xem những cái cây hôm nay nó sẽ phát triển như thế nào nha. Anh em mình đang dọn cỏ này, bạc kéo trước này. Cái khúc bên kia không kéo bạc cỏ phủ lúc đầu luôn, đất tốt quá. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết chừng cây cả nhà xem thì coi nó phát triển không nha. Nắng quá, nắng quá nha. Đâu, giờ cái đầu nó đang cả này. Nắng rụng này, nắng quá. Rụng rung mà rụng kịch kịch này nha. Quá trời luôn, những cây này đang cả này. Đó, đây những giống anh em mình chuyển lại này. Đó, số là trọt đẹp hết này. Đó, lá đã, nó tròn trái tim hết này. Đó, đang nuôi nhà mình cũng không cần thiết cái nhiều, ra mấy lứa rồi. Một cơn nửa tháng mình quay lại cái nhà tái trái này, làm vậy nó quá trợ luôn, điều chi chức luôn. Những cái mini lùng này. Trước mở cây này mình quay cháy quá trời đất luôn, giờ nó chưa, hôm nay nó hạn nắng quá. Cây này bây giờ mới cho nè, điều chi tiết luôn. Rồi thì bây giờ số vườn thì cũng khá rộng mà nó cũng mới có ít cây đó, thì đây này. Nó đập quá lớn, đập quá rồi, xài nó chỉ hết nửa đám đất. Cái này trả thầm xuống đã quá trời đẹp rồi, thấy không? Dài quá nha, cái này mình đang chế độ đổ bay này. Cái này mình đánh lên chậu mà làm sửa lại thì nó đẹp đấy. Mình đang nuôi đó, nuôi cái thấy đã chùm này. Cù gáy cái nha, cái bên cũng có cây nhỏ nhỏ trái quá trời luôn. Năm nay thì trái nó không có đạt bằng năm ngoái, tại vì coi nó đang phát triển á, tuổi lớn thì nó sẽ không có trái sai nhiều đâu, cũng không phải trái nhiều nữa, nó lớn coi chưa. Cây này có bứng lên cái chậu đẹp lắm này, nhỏ ơi. Cái nhỏ này là cái bột xe bùa bạc cà đúng đẹp luôn cả nha. Chút cá sáng đẹp, bên này thì quay bên này là hơi bị nghịch nắng này. Đây này đó, quay về xem cái này thì cái gốc nó chắc cũng được có mừng mới. Tàn nó thì mình cắt nó đủ tàn này. Trái đó. Chút trái gì nó quá chừng. Mấy cây này có khả năng mình sẽ đánh lên lại nha, mình nâng đó lên mới trồng xuống lại đó nha. Vì nó bị thụt lũng uống nước quá, giờ nó không có phát triển. Đất lên, nâng đất lên, trồng cũng lại nữa, có khả năng như thế. Đây nè, cũng hơn 1 năm rồi, coi nó cũng không có phát triển nhiều. Nó cũng ngang ngay như cái hồi lúc năm ngoái mình quay thôi. Đó, tại vì vô này nó uống nước, ngập thì nó ngập ở mấy tháng trời luôn. Khi nắng lên thì nó khô quá. Coi như coi nó đang phát triển, còn bò mình đổ ấy. Nè đó, ở bờ mình hít trời rồi cái này thôi. Đúng không? Cái phần mình đã nuôi nó, cái khu này mình chưa kéo bạc được chưa. Đó coi thì chưa gì đâu, cái này nó chưa còn xấu chục cỏ cũ quá chứ, còn đang ra bông. Đó.
không, thấy cỏ không à, khó gì luôn. Xúc ra đây đang là trái đây nha, đây này thì trái quá trời đó, đây là trái già để làm trình chùm ở đeo. Trái đẹp không? Bây giờ sọc trái dài chứ. Lá này cả nhà xem, lá xanh đậm luôn. Đó, cái này thì mấy anh em mình đang vô phân này, phân nhiều lắm. Đó, không bỏ cuộn ra coi này. Cảm ơn coi tự nhiên ấy. Vô, đây hai thân này gầy quá, bấm không kịp, gầy quá trời luôn, gầy nút ngàn rứa rồi, đâm thật dài này cả nhà thấy kinh khủng, kinh khủng luôn đó. Nhưng mà mình chờ thì mình rút này, rút này, bấm chỉa này hết thôi. Coi rồi họ đúng cách tới này, coi giá dừa này cũng có giá trị. Mai rồi cả nhà, mai thật đẹp, mai dù góc gừa hồn phải nhé. Mấy anh em mình đang ngắm nghía sữa đà máy coi. Đây là những số mới coi hồi trước kia, là anh em mình đi toàn là cơ bên tợ này cả nhà. Ở trên này là 100% cơ bên tợ luôn. Có coi Mỹ Thành không ta? Có coi núi không? Không hả? Đây toàn cơ bên tợ hết này. Đá của nó khác hơn các chỗ nha. Mỗi vùng người nó sẽ có một loại đá khác nhau nha. Anh có ai coi trọng nhà? Hey. Thì nó đủ loại lá hết, nhưng mà ở cái khu vực đó là lá đẹp nhiều nhất. Mình lấy 10 coi thì sẽ được 6 coi lá đẹp. Như coi này, coi này thì giá thì nó cũng không có được đẹp lắm, nhưng mà trái thì quá là ok luôn. Nó là rút là lá đẹp không, nhưng mà mình trồng này, mình trồng ở vườn thì lá nó không có được đẹp. Mình vô phân thì vô thì coi nào cũng vậy thôi, anh em trồng rau cũng vậy. Nó càng thì lá nó nhỏ, mà khi mà nó xanh nó tốt thì lá nó sẽ to luôn. Coi nào cũng thế thôi. Còn quái thì nó bị sen, hôm nay nó có mấy cây sen, hôm nay nó hết sen rồi. Coi này, anh em cũng còn sen nhẹ nhẹ này. Sang năm coi này tới nè. Coi này năm nay mới bị chưa. À cả nhà thấy không, cái phong cảnh vườn mình rất là đẹp nè. Trước câu sau rồi có chuối nữa đó, đó. Sau có chuối này, còn ai nè của mình thì quay chỗ nào thì cũng mình cũng thấy núi nha, núi đồng ruộng này, đồng ruộng cũng bao la lắm á. Chiều hôm nay mình quay thì nó bị nghịch nắng này, thấy núi của mình trùng điệp điệp luôn, cũng đứng dậy thấy mấy cái núi rồi đó, xung quanh là núi hết luôn. Sau mình đây cũng có núi mà chuyển qua bị phức bữa tre bữa rào, mình không có quay được rồi. Đây coi nằm trong bờ rào thì mình em mình trồng ở rập này, rập lá nhìn ở xấu nhìn nhưng mà cái lá này lá đẹp đấy, nên mình biết là lá đẹp này. Phải tìm rõ luôn, không có nhiều vườn khác thì mình đi miếng rồi mình biết không có cái lá mà tròn nhìn như cái dòng của mình đâu. Lá nó cũng có lá tròn nhưng mà không có tròn như lá của mình được, mình lá tròn đẹp lắm ơi, như đồng tiền luôn. Cái tìm rõ luôn nha. Đập này không phải nó dốc đó, nằm ở dưới góc coi nó như thế này là quá đẹp rồi. Cái nhà biết được đây là cây sam này, sam khai thác mà trồng xuống này, nó phát triển này, nó cái trắng gừa sam trái này lớn rồi này, em thấy nhiều nó không lớn như nhau mà sao nó non non cái da không này, phải lớn không? Hôm nay em vì nhiều cái lá sam em không gì mày phải cho vườn lá sam thì nhiều lúc mà phải không đá bằng bằng lá hay cho đâu, lá hay cho nó mới coi mà lá trái tim nó còn nhìn đá hơn. Mới coi nhà em ở nhà em trồng quỳ quỳ trước xong nó rút bằng lá sam nhờ dưới mới còn gì nè. Coi đây này, coi đây là anh nắng ra đi rút ra đẹp lắm này. Coi lá đẹp không nha, cảm ơn coi mới đi đó bạn này,
đó. Lá đẹp mà. Rồi, video mình quay ở vườn mình đến đây thì cũng xin kết thúc luôn nha. Đây này, đây này thì nó rất là đẹp.